Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hexit nha. Và ở tập trước ấy thì mình có khám phá được cái kim tự tháp này cũng như là ngọn núi lửa và có được một ít đồ rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo thêm một cái quần của thiếp nha. Vậy là mình gần full cái set đồ thiếp rồi. Khi mà full set đồ thiếp ấy thì mình sẽ có thêm được một vài hiệu ứng kèm theo nữa, rất là tuyệt. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm cái da bò nè. Da bò đây. Lấy thêm sợi chỉ nữa, đó, như đây mới đủ. Rồi sau đó mình sẽ cho vào cái bàn chế tạo. Để mình coi coi, cái này là cần Hexical Diamond ở giữa đúng không? Hexical Diamond, sợi chỉ và những cái da. Úp, đó, mình đã được một cái quần của thiếp hút rồi. Giờ thì mình sẽ thử mặc vào coi. Úp, nó full giáp luôn, nó mạnh như quần kim cương vậy đó. Nhưng mà không biết độ bền nó có nhiều như quần kim cương không nữa. Và giờ chắc mình sẽ enchant cái quần này lên đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay nhá. Mình đã enchant xong cái quần rồi và bây giờ một quần mình được hai cái dòng cần thiết, đó chính là bảo vệ cũng như là không bị phá vỡ. Tại vì mình không muốn ép quá nhiều dòng ấy, để khi mà mình sửa thì mình không có đủ kinh nghiệm để sửa đâu. Rồi kế tiếp thì mình sẽ khám phá nha. Và lần này thì mình sẽ khám phá cái đảo bay lúc mà mình mới spawn ra nè. Giờ mình sẽ về cái chỗ spawn trước. Đây mình sẽ về chỗ spawn. Rồi và cái đảo đó ở trên kia nó khá là bự. Đây có cái thang leo nè, chắc mình sẽ bay lên đi chứ leo thang leo đó biết chừng nào. Đó, bay lên. Hy vọng là không gãy gãy giữa chừng nhé. Bay cao như vậy gãy gãy thì mất công ha, lội bộ lên nữa. Rồi, bay lên. Wow. Xuất hiện quá. Trên đây chủ yếu là mấy cái con skeleton thôi. Nhưng mà nó trang bị giáp mạnh lắm. Ui da. Ui chết rồi, mình gặp boss rồi. Gặp boss skeleton rồi. Ui, mình phải dồn vô góc quánh mới được. Ui không ổn. Rồi tiêu diệt được rồi. Mình được một cái quần. Wow, boss cho mình cái quần á. Ăn như một cái. Ây da. Skeleton mặc đồ kim cương không mà. Ui đây quá trời gương nè. Vậy nó vô đây. Ô có kim cương nữa. Ô đếm mấy tên này ra kim cương. Mình sẽ dụ mấy tên này. Ui da. Bắn mình nè. Cung mình hơi bị mạnh nha. Đây là cái cung mình nhặt hôm qua ấy các bạn ơi. Đó. Ui kim cương nè. Wow quá trời kim cương luôn. Tiêu diệt nè. Chỉ cần hai mũi tên thôi là gần ngõm được một cái con skeleton full giáp kim cương ấy. Tên nào cũng ra kim cương hết trơn hay sao ấy. Rồi giờ mình sẽ loot đồ trong đây trước. Rồi kiểm tra nào. Ui thức ăn không à. Áo giáp. Ui kiếm mini nè. Kiếm mini. Cái này kiểu như cái dao găm vậy á. Và mấy cái áo giáp bình thường quá. Mình sẽ lấy vàng thôi. Còn mấy cái quặng kia mình không lấy đâu. Rồi mình sẽ test thử cái kiếm mini nhé. Cái kiếm. Con boss nè. Con boss này đánh không được. Nó bị delay. Wow quá trời độc. Mình được một cái áo nữa nè. Mình sẽ cắt vô đây đi. Đó về nhà mình dẹp sau. Còn mấy thứ không cần thiết thì mình sẽ vứt ra nhá. Dẹp đôi giày trước, tại vì đôi giày mình có trang bị dòng 500 ấy. Thành ra nó sẽ kiểu như là hút đồ vào lại các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ cắt những thứ linh tan tinh vào cái rương này. Đó, quá trời mấy cái essence luôn để mình có thể chế tạo được gậy ấy. Rồi, mặc cái quần kim cương lại. Ở đây còn một vài cái spawn ấy. Ở trên chỗ này nè, khi mà mình... Đó, nó xuất hiện ra một cái là mất luôn cái spawner. Rất là tiện. Định lợi ha, bắn tim hả. Mấy cái anh mà cầm gậy trái tim ấy, thấy bồ mà bị quánh á là lợi bắn tim liền để hình như là hồi máu hay sao ấy. Rồi thắp đốt lên coi coi. Chủ yếu là thức ăn thôi ấy. Hai khối vàng luôn. Vậy mình sẽ đổi ra những cái phôi vàng để cho nó stack lại nha. Rồi và mình sẽ vào đây nốt luôn coi. Hình như cái này nó còn tầng dưới hay sao á, đúng không ta? Hình như cái này còn tầng dưới thì phải. Tại vì cái đảo này mình thấy cái đáy nó khá là sâu ấy. Rồi mình sẽ lấy. Ui lông vàng nè. Lông vàng để làm cái cloud boot. Thì ra cloud boot được làm từ công thức đó à. Và ui diamond shield. Mình thay bằng diamond shield đi. Vậy có cái diamond shield luôn nè. Wow hấp dẫn. Kim cương mắt của ender lấy luôn. Crystal ball mình có thêm một cái nữa, chắc mình sẽ lấy luôn nhá. Rồi giờ mình sẽ cắt những cái món đồ mình nhặt được vào đây bớt. Đó, cắt vào. Kim cương, emerald, cắt hết vô. Táo vàng mới lấy ra. Một xíu mà gặp boss á, mạnh quá thì mình sẽ dùng táo vàng ăn để cho nó hồi máu nha. Rồi, ở trên đây có vẻ là khám phá xong rồi đó. Giờ mình kiểm tra coi còn cái đường nào đi xuống dưới không. Nãy thấy con dục. Đây, đường xuống nè.
Ồ, đây có đường vào là những cái cây gỗ sồi. Ui, ui chưa hết mình thấy rương rồi nè. Ý, rương hả? Zombie. Ui, ở trên này mình sẽ tiêu diệt bớt đi. Ui, mũi tên rồi. Mình quên lấy mũi tên ra nữa. Đây có mũi tên bắn mới được. Rồi, bắn con này nè. Ồ, một hit của mình á là tới 12 máu của con skeleton giáp vàng ấy. Đó, chỉ cần hai mũi tên là tiêu diệt được một con rồi. Nhưng mà zombie thì phải hai hit. Có vẻ hơi yếu. Ồ, đây có hồ bơi các kiểu luôn nè. Wow, mấy tên này xịn vậy. Rồi rồi, kiểm tra coi trong cái rương này có cái gì nào. Ui, toàn là thức ăn thôi. Đây là chỗ dự trữ đồ ăn của mấy tên này hay sao á. Rồi, tiêu diệt. Giáp vàng. Ui, ui tên đó có khiên nữa kìa. Mấy con mà cầm khiên á, mình quánh lâu ngợm lắm. Tại vì nó chặn được sát thương của mình ấy. Ồ, ở dưới này còn nữa. Wow, 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 vậy là cái này nó chia thành nhiều tầng ấy. Ồ, được, 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 được. Rồi, nhảy qua đây để tiêu diệt nốt tên này coi. Dạ. Đó, cái kiếm mình đánh xong á là nó sẽ kiểu như là rơi ra hiệu ứng khi mình kích liễu đối phương. Nó rất là tiện. Và xung quanh mình có mấy cái gì bay bay nè. À, mấy cái kinh nghiệm nó tự hút vào mà. Rồi rồi, tiêu diệt. Ui, ui tụi nó cầm cái cung bự vậy. Cái cung nó bự cực luôn á. Wow, tiêu diệt nè. Mình để ý rồi, mấy con này cầm cái cung nào cũng lấy bự bự không à. Để mình coi coi có cái bow nào mà bự không ta. Bow, long bow nè, dám hắn cầm cây long bow lắm ấy. Mình thấy cây cung nó bự hơn mấy con skeleton bình thường. Wow, và cắm đuốc lên một cái. Rồi, cắm. Ui, kiểu như đồ nó hút vào á mà mình kiểu như nhặt không kịp, nó sẽ bay vòng vòng người mình ấy. Nhìn khá là thích mắt. Rồi, tiêu diệt nó tầng trên rồi cũng như là cắm đuốc lên nha. Ui, à, một tên pháp sư xuất hiện kìa. Vậy, 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 đánh con đó hình như rơi ra đồ ấy. Để mình sẽ thử tiêu diệt nha. Đằng này không dạy gì mà đọa một một đâu. Đứng từ xa bắn nè. Bắn nè. Một hit nữa nè. Và ui con này bắn 4-5 hit mới 4-5 mũi tên mới ngõm được các bạn ơi. Nó trâu lắm. Đó, một mũi cuối cùng. Ui ngõm ơi. Để coi coi. Oh, mỗi lần ngõm cái biến thành con dơi nè. Wow, kim cương nè. Mình được thêm 4 viên kim cương rồi. Và trái tim này các bạn cũng chỉ mình là chế tạo cái kit này này. Là mình sẽ nhận được thêm một cái trái tim ở phía dưới nữa. Để một xíu về mình chế tạo thử nha. Nhưng mà mình cần phải có cái xương đen này nữa. Mà cái này mình không biết tìm ở đâu á. Hơi khó. Nhưng mà thôi kệ, cắt vào đi. Cắt trái tim nè. Cắt mấy cái essence. Giáp vàng chắc mình sẽ tìm cái rương mình nhét vào. Giờ mình là không có thể nào mà vứt đồ ra được, trừ khi bỏ cái đôi giày thôi. Đây, và cái emerald sát này á, các bạn cũng có chỉ mình là bấm xuống đất như vậy nè. Nó sẽ nén lại thành một cái emerald pie. Và từ cái này á, thì mình sẽ nén lại thành cái viên emerald ấy. Wow, đó giờ mình không biết, mình cứ vứt không à. Rồi, giờ mình sẽ cho hết vào đây nè. Mấy cái cursed pawn cắt vào luôn. Kim cương cắt qua bên đây. Đó, essence cắt qua bên đây. Rồi đi xuống dưới. Ui còn một cái xe nữa, cắt vào. Rồi giờ đi xuống tầng phía dưới thôi. Cái này mình sẽ dùng cây rìu để chặt ra. Chặt ra nè. Wow. Ui quên. Hồi nãy mình thấy có đường xuống mà. Không dạy gì đi đường này đâu, lỡ xuống dưới có cái bẫy gì rồi sao. Đi từ từ xuống còn có đường mà né. Này, đi xuống đường này. Đó, vậy là ui. Ui cưỡi nhọn nè. Chơi mà cưỡi nhọn. Ui, nguyên một binh đoàn luôn. Đằng kia có con còn có hiệu ứng nữa kìa. Wow, phải tiêu diệt cái con có hiệu ứng trước mới được. Đó, tiêu diệt được con có hiệu ứng rồi. Nhọn nè, rồi. Ok, và mình sẽ cắm đuốc lên một cái. Ui, còn nữa. Còn nữa nè, hai hit là một con skeleton ấy. Rất là mạnh luôn. Và cái giáp mình, cái giáp này khỏe lắm. Cái giáp mình khá là nhiều độ bền ấy. Nó còn cộng được cái hiệu ứng, à không, cái dòng enchant là chậm hỏng nữa. Wow, vì là cái xếp đồ hơi bị lâu nha. Có cái mũ thì độ bền nó hơi yếu một xíu. Nhưng mà không sao đâu, chắc nó... Ui, mình dính hiệu ứng slow nợt rồi kìa. Ui, con nào nó bắn hiệu ứng làm chậm mình rồi. Thiệt tình á. Mình phải full cái giáp này cơ thì mình mới có hiệu ứng. Mình sẽ ăn trái táo vàng vô cho khỏe lên nè. Rồi. Ui, ăn táo vàng không có hiệu ứng nữa. À, ăn táo vàng chỉ được cái hiệu ứng hồi phục thôi. Phiên bản cũ này nó không cho cái máu màu vàng ấy các bạn ơi. Cái này nó chỉ cho hiệu ứng hồi phục thôi à. Hồi gì ăn đồ ăn cho nó lợi hơn. Nó hồi nhiều thức ăn hơn ấy. Chứ mấy cái táo vàng ăn hồi ít xỉu thức ăn à. Rồi tiêu diệt nó tầng trên nè. Rồi đi xuống tầng dưới luôn. Tầng này thì hình như không có rương. Nó chỉ toàn là mấy cái con quái thôi ấy. Ở đâu mà nó xuất hiện ra hoài vậy ta. Mình không biết là ở đâu mà nó xuất... À đây có rương nè. Quên. Ui toàn mấy thứ không cần thiết thôi à. Cắt bớt. Rồi bên đây nữa.
Ôi mình chỉ lượm than thôi, còn mấy cái quặng kia để chế đạo đồ tinker ấy, mà mình đâu có dùng đồ tinker đâu. Đồ mod là đủ mạnh rồi. Tiêu diệt nè, nó hai hit là ngõm. Và được, đây đây đường xuống tiếp nè. Cắm đuốc lên trước. Rồi đi xuống dưới. Ồ, vậy là chỗ này nó không có boss hả? Nó chỉ là những cái con đường đi xuống từ từ thôi ấy. Một cái mũ xích. Thức ăn, ui. Chocobo lét, cái chân của con chocobo nè. Wow, ôi vậy nó lấy thịt con chocobo rồi. Mấy tên này ác ghê á. Họ cắt mấy cái đồ sắt các kiểu. Trứng mình á, nó quánh còn rơi ra cả cái quả trứng spawner cơ. Ui, ui là hết rồi. Ôi, vậy là hết cái chỗ này rồi. Ồ, vậy là hết rồi, ok. Chắc bây giờ mình sẽ lấy cái giường ra, mình ngủ một cái đi. Rồi sáng mình sẽ về nhà dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị đi khám phá nơi khác nha. Rồi lấy cái giường ra. Đó. Mình tận dụng mấy cái ô này để chứa mấy cái đồ kiểu như là như giường này nè các bạn ơi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Ngày hôm qua sau khi khám phá cái kim tự tháp bên đây thì mình có phát hiện một cái căn hầm đâu gần gần ở chính giữa này nè. Giờ mình sẽ đi quan bển để chúng ta cùng nhau khám phá nha. Đây căn hầm đây, đó. Vậy mà hôm qua mình không có để ý nữa. Rồi giờ thì mình sẽ xuống dưới đây và bắt đầu khám phá luôn. Và mình đã thấy cái nó cái rương, kiểu như là cái quái vật rương ấy. Nó dưới đây nhiều quái vật rương lắm. Ồ cái rương đó rương thiệt, còn rương này rương giả nè. Đó nó có máu nè, quýnh nè. Nó rương giả hả, đâu phải dễ dụ mình. Rồi mở ra. Lại là những cái sinipel, mình không biết nó chế tạo cái gì nữa. Và ở đây nó có những cái cục đá mà nó kiểu như là được đục ra như vậy nè, được làm cho nó nứt ấy. Làm sẽ đào ra thử. Nó dẫn tới một căn hầm nữa nè. Ui đụng tới mấy anh trâu rồi, mấy người trâu rồi. Ui ở đây còn có người trâu nữa. Ui da, ui rơi ra gì không. Ui mấy người trâu này không. Ui đó còn nữa kìa, một sách bảo vệ coi lửa đấm. Ui da, ui mấy người trâu này thấy vậy đánh đau lắm luôn ấy. Người trâu nè, rồi không rơi ra đồ gì trơn. Và một con nhện có hiệu ứng. Ui đây nhiều người trâu lắm. Quá trời luôn. Wow. Người trâu nè, người trâu. Ui da, ui mắc kẹt. Ui không được nhảy, mình nhảy là mình sẽ bay trúng mấy cái cán nhện ấy. Vậy thì mệt nữa. Rồi tiêu diệt nè. Cắt bớt. Ui được một cái gì nè. Wow, vũ khí mới. Cái này đâm được á, cái này giống như cái thương vậy. Cây thương nè. Ủa đâm không mất máu hả. Ui. One shot con ấy luôn. Để mình thử. One shot không. Ủa không mất máu hả? Nhá. Ủa còn cái này đánh thường thì sao? Ui cái này yếu xìu à. Ui yếu hơn cây kiếm mình nhiều. Thôi dùng cây kiếm Ender của mình nó xịn hơn. Chứ dùng kiếm kia quánh biết chừng nào. Và cái này cứ dướng cái đầu hoài. Mình nhảy lên là dướng mấy cọng tơ ấy. Rồi ui da. Núp trong góc hả? Mình dồn vô góc mình quánh anh được. Quánh con zombie lọt lên trên luôn mà. Rồi nó. Vậy là trong đây có những cái spawn nè. Wow kiểm tra. Gia tài. Bảo vệ, lấy sắt thôi, lấy bánh mì ăn. Rồi ở đây còn mấy cục đá được đục nè. Đó, vậy là trong những cái cục đá mà được giống như làm nứt ấy, thì nó sẽ có những cái lòng spawner, mấy anh người trâu này. Và bảo vệ, vô hạn, dai, hô hấp. Ồ, mấy dòng này mình có trơn rồi. Mình sẽ cắt bớt mấy cái quả trứng này đi. Cái fur bell này để làm gì? À, để làm một cái ủng à. Ủa, cái này làm da được. Ồ, vậy hay quá. Vậy mình sẽ làm da. Rồi nó lấy thật là nhiều da luôn. Nhưng mà sau khi mình chế tạo da xong thì nó sẽ cho mình cái gì á. Nên nó cho một cái rau fiber gì nè. Mình cũng không biết nữa mà thôi kệ. Đút mấy cái rau fiber này vào rương. Cắt đá vào rồi đi tiếp. Trước khi đi phải cắm đuốc lên cái đã. Nè còn nhện quá trời nè. Tính ra đây nó kiểu như cũ kỹ quá. Ui có bộ giáp kìa. Có giặt bộ giáp nữa. Cái tên đó chỉ là một bộ giáp thôi, chứ không phải là con skeleton đâu. Nó chỉ đúng một bộ giáp luôn ấy. Ở đây còn tên đấy nè. Wow, cầm kiếm bự vậy. Bộ giáp nè. Ui á. Ui, đây nhiều bộ giáp quá. Kiểu như mấy tên lính này đợi lâu ấy. Ngồi ngõm xong cái thành bộ giáp thay ma luôn. Wow. Ui á. Nhiều quá. Ui may mà ở đây nó có mấy cái cọng chỉ ấy, để cản tốc độ của mấy anh này lại. Để không thôi mình cũng mệt mỏi á. Rồi đập mấy cái này ra, đập spawner nè. Giờ công việc đầu tiên của mình á là đập những cái spawner trước. Rồi sau đó muốn khám phá gì đó thì khám. Rồi đập ra tiếp. Rồi đồ thì từ từ lấy cũng được.
đập ra, cắm đuốc lên. Ồ, ở đây không có. Ồ, ở đây có cái cục đá đục đục nè, để mình kiểm tra coi. Ồ, kiểm tra kỹ mới được. Ui, ui, quá giật rương, quá giật rương. Ui, suýt nữa thì mình bị nó cạp rồi. Quên nữa. Trong đây nó có mấy cái con quái vật rương ấy. Rồi, ăn vô một cái. Rồi, mở ra. Ờ, mấy cái này chủ yếu là sách thôi ấy. Mình để ý là bên vùng sa mạc ấy toàn là sách enchant thôi hả? Chứ ít khi mà ra mấy bộ giáp lắm. Nè, sách nữa nè. Nhặt ba luôn. Wow, xịn vậy. Nhưng mà mấy dòng đó mình có trong kiếm hết trơn rồi. Tiêu diệt nè. Ui da. Mình đánh mấy này lùi xa ghê luôn ấy. Đó. Ui da. Mấy này đông vậy. Ít ít thôi. Ui, con skeleton còn được enchant nữa kìa. Ui, skeleton. Ui da. Ui, nó quýnh mình cái làm chậm rồi. À, bị vướng á. Ui da, mình cũng bị vướng rồi. Bị vướng nè. Ui, mình mới nhặt được cái gì kìa. Một cái áo giáp tiếp. Đó, được. Rồi, tiêu diệt nốt cái tên này. Mấy cục linh hồn sau khi giết mấy con này á, nó cũng cản đường mấy con zombie nữa, khá là tiện. Ôi, đây nguyên là nguyên một cái hang ổ luôn. Mấy cái bộ giáp liền nè. Wow. Đông thực sự luôn á. Rồi, tiêu diệt hết. Nó quýnh nghe bon luôn à, tại vì đây là chỉ là bộ giáp thôi ấy. Rồi. Ui, đánh mấy bộ giáp này mau, không kiếm vậy. Tiêu diệt nè. Rồi bên đây sao nhiều tơ vậy ta? Có cái rương kìa. Để mình giết nốt cái anh này cái đã. Rồi. Đi qua bên kia lấy cái rương coi. Ui, cái này là rương giả nè. Này thì rương giả. Và hình như đây nè có spawner. Ủa không có luôn. Cắt bớt đồ vô cái. Cái la hết này là gì ta? Cái trái tim bự hả? Ôi, trái tim bự này không biết làm gì. Thôi bước vào đi. Đó, cắt bớt. Còn mấy cái bưu phèo này thì mình để dành mình chế tạo da ấy. Rồi, bắn đánh lén mình hả? Mình kiểm tra bên đây coi còn cái spawner nữa không. Kiểm đây còn nè. Đập, độ mềm mại, đánh bật lùi. Mấy cái dòng đó chắc không cần đâu. Rồi, á, creeper hả? Một hit thôi nhá. Rồi, đi tiếp vào bên đây. Ừ, còn gì không? Ờ, mình hy vọng trong đây có boss đi nhờ. Tại vì trên mặt đất này khá là ít boss luôn á. Cắm đuốc lên cái. Rồi, kiểm tra kỹ. Ừ, úi da, nó thấy không? Ồ, cạnh bên thế nào cũng có mấy con quái vật rương mà. Thôi, mấy cái cuốn sách này không cần đâu. Ui. Mình cứ có thói quen chạy một xíu là nhảy ấy. Cứ nhảy lên là dính mấy cái tơ hà. Thì cái tên. Rồi, đập cái tơ này ra. Dạ. Vậy là mình phải tìm cách tiêu diệt hết spawner mới được. Để không thôi mình đi một xíu là mấy ảnh xuất hiện nữa à. Không bao giờ hết luôn ấy. Rồi, tiêu diệt. Ui, cái anh này là có enchant nè. Một cái siêu nether quốc nữa. Rồi. Ui, quá chặt rương. Còn này là cái áp lực dưới nước không cần đâu. Rồi, đi tiếp qua bên đây nè. Cái này còn khá là rộng á. Ui, đập spawner ra coi. Ở đây không có spawner. Ui da. Ui, hai anh hai đầu luôn hả? Hai đầu vậy vậy sao chơi. Ui, hai anh mà đứng hai đầu hả? Rồi, tiêu diệt. Và lại là sách. Trong đây toàn là sách không luôn ấy. Nó quá trời sách luôn nè. Mình sẽ cắt bớt vô đây đi, những thứ không cần ấy. Lúa cắt vào, đá cắt vào, cắt kiếm luôn. Rồi. Vào bên đây coi. Ui, lại là quái vật rương nữa hả? Tính ra ở đây không có con boss rồi, chỉ là những cái anh người trâu thôi ấy. Bấm nước lên. Và ở đây hình như còn nè. Đằng kia còn có cái con được phục. Ui, nó còn bắn ra lửa nữa cơ. AK không cần. Rồi. Ui, dính đập. Ui, anh đó mạnh vậy. Ui, bắn một phát cầu lửa bự ghê luôn á. Rồi, mình sẽ thử dùng cung tiêu diệt coi. Đó. Ô, dùng cung bắn được không? Cung mình như không có gây sát thương được, mình phải áp sát và chơi cận chiến ấy. Mình không thể nào dùng cung được đâu. Áp sát nè, rồi cắm đuốc lên. Ngủ, quýnh nhau mà còn ngủ nữa. Rồi tiêu diệt hết luôn nè. Ở đây còn hai anh nữa, mình lại gần á thì mấy ảnh mới đứng dậy mà quánh các bạn ơi. Còn bình thường thì ngủ mà. Lại là yên cưỡi nữa nè. Cắt bớt vào. Ui, mình được một cây kiếm mới. Wow, một cây kiếm mới nè. Krenorizor. Wow, kiếm gì? Khó đọc tên ghê luôn á. Ui, mà cái kiếm này yếu vậy. Hay là mình chưa enchant ta? Chắc mình sẽ để dành đi, về nhà mình enchant rồi từ từ mình test sức mạnh sao. Chứ hiện tại thì mình thấy cái kiếm của mình là mạnh nhất rồi. Tại vì cái kiếm mình enchant gần như là mắc dòng ấy. Chứ bình thường kiếm mình nó cũng yếu xìu vậy à. Vậy là có lẽ khu này hết rồi đó các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà dọn dẹp đồ nhá. Rồi chúng ta tìm một khu mới thôi. Chứ khu này đâu không có boss để đánh gì trơn. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình quay về nhà nhá.
Hiện tại thì mình chỉ mới có một cái Hexical Essence thôi, giờ mình cần phải tìm thêm 3 cái nữa để có thể chế tạo được một cái Diamond Hexical, rồi sau đó mình sẽ chế tạo cái ủng và full một set đồ thiếp hút luôn. Đó, giờ mình sẽ cố gắng đi tìm xung quanh khu vực này để tìm thêm những cái Hexical Essence nha. Và ở đây có mấy cái tòa tháp nè, mình nghĩ là tòa tháp này chắc không có kiểu như là boss xịn đâu, ra từ từ đánh sau cũng được, chủ yếu là tìm mấy cái Hexical Essence đó thôi á. Và mấy cái Hexical thì nó khá là bé, nhìn kỹ mới thấy được ấy. Hôm bữa mình còn bỏ sót một cái gần nhà nữa kìa. Giờ mình phải tìm kỹ mới được. Hoa màu xanh. Có mấy cái quặng kia. Ủa, ở đây không có rồi. Và trên đây có mấy cái con giống như con nhím ấy. Rồi kệ mấy con nhím đi. Giờ tìm mấy cái Hexical cái. Và các bạn có chỉ mình á là vùng băng á thì sẽ dễ gặp Hexical hơn. Để mình thử đi tìm khu vực này nhá. Tại vì đây là gần vùng băng nè. À đúng rồi, bên ngôi làng hôm bữa mình có gặp một cái Hexical Essence. Giờ mình sẽ đặt mình sẽ tay lên lại đây luôn đi. Đó. Rồi hôm bữa mình gặp đâu ta? À hình như đâu trên đây nè, trên đây nè. Hôm bữa mình gặp con rết bự quá. Mình sợ mình không có dám lên để lấy cái Hexical Essence. Giờ con rết đó chắc đi spawn mất tiêu rồi. Mình sẽ lên đây để lấy nha. Gì? Ui có chim nữa kìa. Cứ tưởng con gì không à. Đó, con rết nó đi spawn mất tiêu rồi. Đó, và đằng kia có cái tòa tháp nữa kìa. Rồi lên lấy cái Hexical Essence nào. Úp. Đó, vậy là mình được thêm một cái nữa. Giờ còn thêm hai cái nữa thôi là chúng ta đã có thể chế tạo được một cái Diamond Hexical rồi. Ở vùng này hôm bữa mình đi thì mình không có thấy. Để mình thử tìm khu này coi, khu này thảo nguyên như vậy chắc có lẽ là dễ tìm Hexical Essence hơn á. Nhìn kỹ mới được cái hoa Hexical cái Essence đó thì nó bự nhưng mà cái hoa thì nó lại bé tẹo hả. Thật ra phải tìm kỹ và để ý kỹ thì mới thấy được. Để mình đi một vòng nữa đi. Nếu mà không có Hexical Essence thì mình sẽ quay qua khám phá cái thuyền nha. Rồi khu gần spawn mình chắc không có đâu. Hôm bữa mình có tìm sơ sơ rồi ấy. Ui, cái thuyền này còn có bức tranh nữa kìa. Wow wow wow, có vẻ hấp dẫn. Rồi đi lên quốc luôn. Phiêu phiêu phiêu. Đấy, cái xuồng bé tẹo à. B-Ray cướp biển nè. Thuyền có tên cướp biển à, đúng một tên luôn. Không biết huynh đệ mấy tên này đâu rồi ta. Có rương nè. Ồ, nó cho phôi sắt. Wow, và tin ingot. Chắc mình không cần tin ingot đâu. Và cái thuyền này vậy là hết rồi. Ở phía sau này còn đồ gì không? Không luôn. Đó, cái thuyền nó chỉ có vậy thôi à. Phải tìm những cái thuyền bự kìa, nó mới có nhiều những cái tên cướp biển để mình đánh nhau chứ. Ui. Anh em Enderman này. Ui, ui, ui. Xuống đây chơi làm gì không biết nữa. Tự nhiên xuống nước. Xuống nước chơi làm gì. Rồi, kệ kệ. À, kia một cái nữa kia. Ý, có thêm một cái nữa rồi. Đó, vậy là được tổng cộng là hai cái với một cái trong ba lô nữa là ba cái rồi. Một cái cuối cùng, một cái cuối cùng thôi. Cố lên, cố lên. Ý, gần chế tạo được rồi các bạn ơi. Bây giờ thì phải để mắt thật kỹ nha. Ở đây thì không có. Đây gần cái căn cứ đầu tiên của mình nè. Không biết gần đây còn không ta. Thì hôm bữa mình chưa có nhìn kỹ nữa. Để kiểm tra thử gần gần bờ biển coi, biết đâu lại gặp giống như cái hồi nãy á. Và mấy con chocobo đó chắc mình không cần phải thuần phục đâu, tại vì mình định cưỡi nó. Mà ở đây không có mấy cái quả cho chocobo ăn. Ở đây 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 có nè, để mình thử, để mình thử. Đà điểu cưỡi được không ta? Thường thường đà điểu chạy nhanh lắm, để mình. Ôi đà điểu trong đây cưỡi không được. Trong đây cưỡi đà điểu không có được. Phải cưỡi được thì mình sẽ thử cưỡi đà điểu chạy cho nó nhanh ấy. Rồi. Nè có bộ có cái quả cho chocobo ăn rồi nè. Rồi bay qua bên kia coi. Cho chocobo ăn thử. Ô chưa đủ, giờ mình còn phải tìm thêm. Mà ở đây nó ít mấy quả đó quá. Giờ thì phải tập trung vào việc tìm Hexical Diamond trước. Hexical Essence chứ. Để mình nhìn kỹ thêm một vòng nữa coi. Ô hình như ô đây đây có nguyên cái vùng băng luôn nè. Có gì đây? Có bắc cực à? Ủa đâu rồi rồi. À đây kiếm bên đây. Ồ đây có Bolabia. Ồ thôi thôi thôi, thấy con này đẹp quá, chắc mình không quánh đâu. Mình định quánh đây. Ồ có chim cánh cụt nữa nè. Ồ có chim cánh cụt nữa nè. Wow, mình tìm thấy chim cánh cụt rồi. Mà thường thường chim cánh cụt ở gần biển mà ta. Ủa. Mình nhớ thường thường chim cánh cụt ở gần biển mà. Và chắc nó cũng khá là thích vùng lạnh này hay sao ấy, thành ra mới ở đây nè. Chứ thường thường mình thấy chủ yếu chim cánh cụt là ở gần biển thôi ấy. Bay qua đây coi. Ui ui ui, lột hố lột hố.
Còn có một cái thôi à, đằng kia có cái cổng gì kìa. Mà cái cổng này đợi cho nó lót ra ấy, mà mình sẽ đi vào một cái thế giới khác nữa. Nhưng mà cái đó từ từ đi, giờ chưa có xếp đồ ấy. Sợ xuống dưới rồi ngỡm dưới không biết đường mà về nữa. Ui, gì mà ghê vậy. Mình chưa dám vô mà đã bắn mình rồi kìa. Mấy tên đó hung hãn ngay luôn ấy. Người ta chưa vào nữa đã quánh người ta rồi. Ôi nhìn bên đây coi. Ui cháy rừng. Ui cháy chỗ của mấy bé chim ít cục rồi. Dập. Ây da, dập lửa. Ui cháy rừng. Ui bó tay rồi, cái này mình bó tay nha. Ở à, đây nè. Ý. Rồi, vậy là mình đã có đủ 4 cái hexicore essence rồi. Đây, ta đa 4 cái. Kế tiếp thì mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống. Bàn chế tạo ở đây. Đặt xuống một cái. Và mình sẽ chế tạo một cái hexicore diamond. Nhưng mà mình cần thêm kim cương nữa. Để mình lấy kim cương ra một cái. Đây, kim cương đây. Theo như mình nhớ thì cần len nè, cũng như là cái da bò. Thì mình sẽ chuẩn bị trước da bò đi, còn len từ từ tìm sau. Hai cái da bò nè. Rồi, sau đó chế tạo hexicore diamond. Rồi, lấy lại cái bàn chế tạo. Và đi tìm những bé cừu thôi. Bé cừu ở đây, cừu đây. Yay, có cừu rồi. Một bé, rồi qua đây thêm một bé nữa là đủ nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chế tạo cái len màu xám. Nhưng mà len màu xám để coi cái này là cần thuốc nhuộm màu xám á, là màu đen với màu trắng. Màu đen mình túi mực không biết trong nhà mình còn không ta, hình như mình đâu có giết mực lần nào đâu mà có túi mực. Giờ phải tìm thêm mực nữa. Khó khăn chồng chắc khó khăn rồi. Mực ở đây làm gì có. À đây có mực luôn. Vậy rồi, vậy là ok rồi. Mình sẽ lấy bột nhuộm màu trắng từ cái bột xương nha. Đây, và cho vào đây. Nó được bột nhuộm màu xám rồi nè. Giờ đổi ra hai cái cục len màu xám. Và chúng ta đã có thể chế tạo được một set đồ à không, một cái quần rồi. Một cái quần thiếp hút. Đây. Rồi, cho ở trên. Và ten ten. Thiếp hút bút. Yeah. Và bây giờ mình sẽ đi về nhà nha. Về nhà anh trai anh trước rồi sau đó test cái sức mạnh của nó sao. Rồi, về nhà. Vào trong anh trai anh coi. Gấp lên. Mình có 65 level nè. Rồi mình sẽ ăn cái quả kinh nghiệm này một cái. Cho vào đây. Đầu tiên thì mình sẽ anh trai anh dòng chậm hỏng trước. Đâu chậm hỏng đâu rồi. Đây chậm hỏng nè, mắc luôn nha. Kế tiếp là bảo vệ, mắc luôn. Lòng rơi xuống á, enchant luôn. Gai thì mình không enchant, mình chỉ enchant những dòng cần thiết thôi. Còn những dòng kia thì mình nghĩ không nên ép vào đâu. Tại vì ép vào thì mình sẽ kiểu như là khó hơn trong việc sửa chữa ấy. Và hiện tại mình đã full set đồ rồi. Đó. Và tốc độ di chuyển của mình các bạn thấy có cải thiện được không? Đó, chạy rất là nhanh luôn nha. Đây chưa phải tốc độ mắc đâu. Đây, giờ mình sẽ biểu diễn cho. 1, 2, 3. Nó khi mình nhảy lên nó mới cực kỳ nhanh nè. Đó. Đó các bạn thấy sức mạnh của set đồ thiếp này chưa? Mình cực kỳ thích set này luôn, tại vì mình là một người kiểu như yêu thích tốc độ ấy. Và có được set đồ này, mình có thể vừa đánh nhau nè, vừa chạy để tránh né nữa, rất là tiện luôn. Đó, mình đánh cái này mà gặp con boss á là mình chạy vòng vòng nó chóng mặt nó lăn ra nó ngổm luôn á. Rồi, đó. Và ngoài ra mình còn được thêm cái hiệu ứng sức mạnh nè, hiệu ứng nhìn trong bóng tối nữa. Có hai hiệu ứng này thì mình sẽ có thể chiến đấu mà không cần phải cắm đuốc nè, không cần phải uống thuốc sức mạnh chi cho mệt. Và giờ để mình test thử coi. Đi đâu để test sức mạnh ta? Có cái tòa thành gần đây nè, vô test luôn. sẵn tiện test luôn nhá. Bình thường con Skeleton là chưa có one shot được đâu. Để coi lần này one shot được không nè. Coi. Ui đồ dởm quá. Xuất hiện đi. Không xuất hiện người đập luôn. Đợi cho xuất hiện mà không xuất hiện gì trơn. Ui bé heo. Ui bé heo chạy đến đây làm gì vậy? Đồ coi. Ồ nó có cái Sider. Ui da. Nhọn nè. Và ui đồ bền nó cũng không tốt cho lắm nha. Ui đây zombie nè. Ui zombie thì vẫn không thể one shot được. Vậy là hiệu ứng sức mạnh này nó không thể giúp mình one shot được mấy con quái trong đây ấy. Khá là buồn, chỉ có con nhện là one shot nè. Con creeper thì thỉnh thoảng cũng one shot được. Ui skeleton one shot nè. Skeleton mình quýnh one shot được nè. Để mình thử lên trên coi chỗ này nó có boss không. Skeleton nè. Đó. Vậy là giờ mình đã có thể one shot được con skeleton rồi. Và nhọn thì chỉ một chém thôi nhá. Tiêu diệt. Rồi đi lên trên đập con boss giết coi. Thường thường mấy tòa thành này á là nó sẽ có boss nhá. Ui da.
Ui, rơi xuống mất tiêu rồi. Dạ. Bay lên lại. Rồi Ngọc Ender lấy luôn. Lấy đồ ăn nè. Đồ ăn mình khá là cần ấy. Để mình có thể vừa đánh nhau nè, vừa có khả năng hồi phục nữa. Rồi. Skeleton hả. Ui da. Lại gớt nữa. Giỏi ghê luôn á. Bay lên trên luôn. Đó. Đây con boss nè. Boss nè. Boss nè. Boss nè. Ui, cẩn thận cẩn thận. Chắc mình sẽ cho nó xuống đây đi quá. Đây đi. Xuống đây. Xuống đây đánh nhau. Xuống đây đánh nhau. Đi xuống đây. Xuống đây. Rồi. Đi xuống nè. Đó. Đó. Xuống đây gì cho nó dễ. Mình quánh mình sợ win con boss nó lọt. Rồi. Ủa không có đồ á. Ê kim cương. Kim cương. Kim cương. Kim cương. Kim cương. Lấy đồ lẻ. Lấy đồ lẻ. Ui, đồ 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 của mình, đồ của mình. Lên nữa. No. Đồ của mình nè, nó còn có kính kính yêu yêu nữa kìa. Ô, oh, rất là nhiều đồ xịn luôn. Một cái khiên Ender. Wow. Đã mất hết một vài món đồ rồi, tiếc ghê á. Không biết nó nổ vậy nó có hư mấy cái. Ui, hình như nổ là mất vật phẩm á. Ui, vậy là mình mất hết một vài món rồi. Tiếc ghê luôn. Thôi mình xài cho hơi cái sản. Ủa cái cậy gậy này luôn đi. Mà mình có thêm một cái Ender Shield nè. Không biết nó có tốt như cái Diamond Shield không nữa. Nhưng mà để từ từ mình sẽ test hết mấy cái này nhá. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã khám phá xong được cái tòa tháp bay nè. Tòa tháp bay nè. Rồi căn hầm bí mật ở bên đây. Và có được full một set đồ thiếp hút rồi. Giờ mình đã có thể đi khám phá dễ dàng hơn. Và có lẽ trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tìm thêm những công trình mà mình chưa khám phá trong khu vực này và mở rộng nó ra nha. Để mình còn kiểu như là đánh nhau với boss nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích series này thì đừng quên để lại cho mình một like ấy, để mình có thêm động lực để làm tiếp những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. Oh, 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 oh